Hai các bạn mình đến với chơi mình theo buôn bên đây, và hôm nay mình sẽ review chiếc máy Acer E5576G. Thì con này là đời sau của E5765 nhé các bạn. Ok, mình sẽ cho các bạn xem cái bên dưới. Đây thì do con này mình mua máy cũ, bây giờ nó hết máy mới rồi nên là mình mua máy cũ, mà con này là chạy cạc cũng khá là mạnh nha các bạn. Chút nữa mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đấy. Ok, thì con này nặng 2 ký mốt nhé các bạn. Ok, sẽ kích nguồn lên nhé, mình sẽ đóng cắm điện vô trước. Rồi chụp vô, mình sẽ khởi động lên bằng nút này nhé các bạn, khá là lạ. Ok, thì con này chạy SSD nên là nó khá là nhanh nhé các bạn. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem là con này chạy cạc rồi để cho lên đây đây vừa nào, thì con này sẽ chạy cạc MX150 và UHD graphics 620 nhé. Thì MX150 á là mạnh ngang với GT 950M so với chơi game, còn lúc mà mình edit video á, thì MX150 nó sẽ mạnh ngang ngửa với GT 960M nhé các bạn, ngang ngửa. Còn chơi game thì bằng 950M. Còn con này là chạy SSD 120GB thôi nhé các bạn. Và ổ Western 1000GB. Ok, mình sẽ vô cái desktop cho các bạn coi. Nên new volume này là mình để OD nè các bạn, là ổ HDD 1000GB nè. Còn con này là SSD nè. Ok. Đây. Mình ghi dưới đây luôn nhé các bạn. Đúng luôn. Nhưng mà nó nhận vô Win thì chỉ có 935 GB thôi. Nó kỳ lạ vậy. Ok thì chút nữa mình sẽ tải cái test CPU và GPU về mình test cho các bạn xem nhé. Ok thì con này là màn Full HD, độ phân giải Full HD và tần số làm mới là 60 Hz. Webcam là HD, chỉ là HD chứ chưa lên Full HD. Ok thì mình sẽ cài mấy cái ứng dụng test vào nhé. Ok thì bây giờ mình sẽ vào CPU Z để cho các bạn xem cái hiệu suất của con CPU và GPU của mình nhé. Ok. Đây thì con này chính là con Core i5 8250U 4 nhân 8 luồng. Xung nhiệt của nó là 3.3 GHz, là xung nhiệt ban đầu, xung boost của nó lên là 3.7 GHz nhé các bạn. Ok, sau đó mình sẽ qua phần memo. Memo con này là của hãng KBL á, mình cũng biết hãng này nữa. Nhưng mà miễn sao là nó tương thích với Acer E5 của mình là ok rồi. Memory của nó DR3, mình cũng không hiểu lý do tại sao Acer lại trang bị một con i5 đời 8U như thế này mà lại DR3. Đáng lẽ nó phải DDR4 thì nó sẽ mạnh hơn và tương thích hơn nha các bạn. Thì con này chạy single thì ngày mai mình sẽ ghép thêm một con mình sẽ ghép thêm một cái RAM 4GB DDR3 vào đây nữa, sẽ thành 12GB RAM nhé các bạn. Ok thì kết tới phần graphics. Tới phần graphics nhé. Graphics con này là Intel UHD Graphics 620, là Kaon. Kaon gọi nó là MX150 nhé các bạn. Thì con card MX150 á thì nó sẽ mạnh hơn con card GTX 940MX khá là nhiều. Nếu như nói về chơi game á thì MX150 ngang ngửa với con GT 950M là mạnh hơn MX á, mạnh hơn GT 940MX. Còn edit video thì nó sẽ mạnh hơn con GT 960M luôn nhé các bạn, mạnh hơn luôn, lúc mà edit video hoặc là làm đồ họa 3D các thứ á thì nó sẽ mạnh hơn con GT 960M em luôn. Thấy nó mới kinh chứ. Rồi xung boost của nó là 1.5 MHz. Và xung memory của nó là 3.0 nhé các bạn. Ok. Thì mình sẽ test cái này, mình sẽ vào Cinebench để test nhé các bạn.
sẽ vào Cinebench để test. Cinebench ok chạy thôi. Ok Win. Ông mình sẽ test single core với các bạn. Thì hiện tại nó đang chạy dưới đây nha các bạn. Ok. Single core trước rồi sau tới multi core. Đây thì còn mười mấy giây nữa nó sẽ xong nha các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn coi lúc mà nó trời ơi má ơi thấy nó ngốn ghê chưa. 26% hồi nãy lúc mà mình bật lên là nó full lag luôn á, 100% luôn á, tại do nó còn có một chút nên là nó chạy ít lại thì nó chưa cho ra kết quả luôn nha các bạn. Nó phải render hết nguyên cái khung này á nó sẽ cho ra kết quả nhé. Mà hy vọng nó sẽ cao hơn con đời 11 này chứ không thể thật. Nếu như mà thấp hơn thì mình khá là buồn nhé. Để chút nữa mình con coi con co y 5 đề 7 nó sẽ sao, mà con này cứ coi 7 lần nha các bạn. Hồi nãy mình nhìn lộn thành coi 5. Nhưng mà nó đứng trong top 12 CPU mạnh này á thì mình sẽ vui. Thì các bạn thấy không? Toàn mấy loại mạnh mà mạnh luôn à. AMD Ryzen Threads Whisper loại này là hơi bị mạnh nha các bạn. Đỉnh luôn á, con này mạnh nữa. Còn con này đời 11. Hy vọng nó sẽ nằm top này. Ok thì nó Cinebench nó cho kết quả trộn làm mình bất ngờ luôn các bạn. Nó mạnh hơn 4850 HQ luôn và mạnh hơn cái Xeon E52697V2. Tại con này đời là đời 2 nên nó cũng khá là cũ rồi nha các bạn. Thì cái này chính là điểm single core và điểm multi core chưa test. Bây giờ mình sẽ test luôn về multi core. Sẽ test multi core. Hơi lâu nha. Mà multi core chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Điểm single core là đứng hàng chính, đứng thứ 9 cũng hơn. Ok thì bây giờ nó đã xong rồi nhé các bạn. Đây. Xong rồi nhé các bạn. Nó còn test thêm cái pass 2 nữa. Chắc để thêm một lần nữa quá. Thì mình sẽ bật cái Task Manager lên cho bạn coi nhé, coi nó chạy được bao nhiêu. Bây giờ chạy full lag luôn, full lag 100% CPU luôn nè các bạn, còn GPU 0%, còn Intel Ultra HD thì 2% à. Còn cái GPU này nè thì các bạn có thể nâng cái VRAM của nó lên được 4GB luôn nha các bạn, tại cái giới hạn của nó là 4GB. Nên các bạn thích thì các bạn vào phần của EV, các bạn vào cái gedit chấm ec á, sau các bạn vào phần của Nvidia thì các bạn boost nó, các bạn để giá trị nó lên là 4.000, 4.000 mb là 4 gram á thì nó sẽ được nha các bạn. Ok full lag luôn, thôi mình sẽ tắt để cho nó ai nhanh hơn nhé các bạn. Ok các bạn chờ mình thêm nữa nha, nó gần xong rồi nha các bạn. Thì nó ra điểm số cũng vậy luôn nhưng mà còn pass 3 nữa và theo mình nghĩ là nó sẽ thua con coi 7 đời 11 là tất nhiên rồi, tại nó là đời mới hơn mà thua một tí thôi nha các bạn, thua cũng không có nhiều nhưng mà đứng trong top CPU mạnh như vậy là vui rồi. Ok thì mình sẽ thoát ra nhé. Rồi thì tại sao lý do gì mà mình không có tải 3D Max? Đơn giản thôi, tại vì 3D Max quá nặng.
Thời luôn. 3D Max nó tới 6,5 lần nha các bạn. Khá là nặng. Không phải là mà qua mình qua file yếu mà do là mình làm biến tải đó, tải tới 15 phút lần, 6,5 tải 15 phút cũng hơi bị lâu nha các bạn. Là mình sẽ không có test phần GPU, nhưng mà các bạn biết rồi đấy, GPU MX 150 thì tất nhiên nó phải mạnh hơn đời cũ là GTX 910 MX và ngang ngửa với GTX 950M. Còn edit video thì khỏi bàn với con này nha các bạn. Với con máy này thì edit video thì best luôn. Best. Ok, nếu như các bạn cái clip này hay thì bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Ok, bye bye các bạn. Thì cho bạn ngắm lại lần nữa. Ok.